Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do Trần Thị Kim Hoa, 48 tuổi, trú tại huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định cầm đầu. Đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn với thủ đoạn rất tinh vi. Ông Trương Hồng Sơn, 65 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, là một trong những nạn nhân bởi thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông đã tin tưởng làm được sổ đỏ cho hơn 400 mét đất để bán, nhưng không ngờ ông lại bị lừa mất hơn 300 triệu đồng. Bà Hoa chấp nhận làm cho tôi là từ cái một số đấy làm 3 số, thì tôi giao tổng cộng cho bà Hoa là trên 350 mấy triệu. Nhận được tin báo và không để vụ việc kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã làm rõ hành vi của đường dây lừa đảo này và xác định được đối tượng cầm đầu và những đồng phạm trong vụ án. Lúc đầu là bị cáo ra cũng thông qua những người bị hại để làm sổ, là tạo niềm tin, có quen con gái của ông Hiến Tân Quang là giám đốc bệnh viện môi trường của tỉnh làm sổ đỏ. Và cuộc xác minh thì qua đó thì phát định rằng có một cái đường dây mà làm tổ chức chuyên làm giả các cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân. Thì qua điều tra vụ án thì đến nay thì cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can và đang bắt tạm giam bị can Trần Thị Hoa tại trại tạm giam công an tỉnh. Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến năm 2021, đường dây này đã làm giả gần 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng trong vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau. Đã có nhiều nạn nhân sập bẫy với số tiền lớn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Người đàn ông này vừa bị các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản. Qua khai báo của nạn nhân, đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo về việc người này liên quan đến một đường dây tội phạm lừa đảo. Rồi dưới sự dẫn dắt của đối tượng, người này đã làm theo mọi yêu cầu, thực hiện các giao dịch chuyển khoản cho đối tượng với số tiền hơn 500 triệu đồng. Đó thì họ yêu cầu tôi là thấy hết cái sổ tiết kiệm của tôi đi chuyển sang ban kinh. Rồi sau đó về là họ yêu cầu là truy cập một cái phần mềm của họ và sau đó thì sẵn thì khai báo mọi thông tin của cái tài khoản vào trong đó. Và sau đó thì tôi biết rằng tôi đã bị mất. Còn thanh niên này lại bị lừa đảo với một thủ đoạn khác. Do dịch bệnh không có việc làm, nên người này lên mạng tìm hiểu và được một đối tượng mời kinh doanh online. Những đơn hàng đầu tiên, người này được đối tượng thanh toán tiền hoa hồng đầy đủ để tạo niềm tin. Sau đó bằng những thủ đoạn tinh vi, đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 30 triệu đồng. Là càng lên cao thì lại càng tiền càng lớn, mình rất tiếc, mình tiếc số tiền được, mình càng lên mình hai tiếc hay mất tiền mà. Là mình đuổi theo đến nỗi là đến 30 triệu là mình là ngờ đã là mình bị lừa rồi. Ghi nhận từ đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao với số tiền lớn. Mặc dù đã được các lực lượng chức năng cảnh báo nhiều lần, nhưng vẫn có không ít người dân trên địa bàn mất hàng tỷ đồng vì những thủ đoạn lừa đảo tưởng chừng như đã cũ. Là thường khi mà gặp đối tượng thường xuyên yêu cầu là phải kết nối liên tục, thì đấy là một cái dấu hiệu đặc trưng của loại tội phạm này. Thì chúng ta cần phải tỉnh táo là tạm thời ngắt điện thoại, ngắt kết nối, đồng thời là cung cấp và trao đổi với cơ quan công an nơi gần nhất. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an để ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm này, thì hơn hết mỗi người dân cần phải xuất phát từ chính ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm trong quá trình sử dụng mạng xã hội và các thiết bị công nghệ.